27. Lúc trước, hắn có nhắc tới muốn dọn vào đại viện ở, nhưng tôi không ngờ lần này hắn thật sự ở lại. Hơn nữa, hình như không có ý tốt. Hắn nói nhất định phải đến hậu viện. Tôi đã nói với anh từ lâu rồi, ngư phủ của anh không an toàn. Bây giờ biết rồi chứ? Không, ngư phủ vẫn an toàn. Được rồi, đã lúc nào rồi vẫn còn cứng miệng. Cậu Phú Quý dẫn bao nhiêu lính vào đại diện? Cô muốn làm gì? Cô muốn ra tay hả? Đi, anh dẫn tôi vào ngư phủ. Tôi muốn gặp băng cô. Đại mạng, tôi không dám động dao kiếm trong ngư phủ. Nếu như vậy, ngư phủ sẽ bị lộ. Tất cả những thứ trước đó xem như là bỏ phế hết. Tiểu nhị, tính tiền. Dễ thương quá, làm cho con của cô một cái đi. Được được. Chị Đại Mạng, hiểu hà. Đại Mạng, Đại Mạng, Đại Mạng về rồi. Ở đây cả hả? Một mình tôi chăm sóc người cái diện. Bận rộn quá trời. Cô xem cô về là tốt rồi. Chị xem chị chịu khổ, ốm quá rồi. Thật hả? Nghe nói cô chịu khổ không ít. Không có, không có. Cô vất vả rồi Đại Mạng. Mọi người đều khỏe chứ? Khỏe, khỏe. Từ từ thôi. Chị Ngu, cảm ơn nha. Chị Đại Mạng, chị vào đây đi. Doãn Tú, đồng chí Băng cô đâu? Ở trong nhà. Đi đi, đi. Đi đi. Cuối cùng cũng về rồi. Băng cô, đồ phá dòng vậy đi. Tôi cũng nghĩ vậy. Tôi đi tìm Trịnh Cường trước. Chúng ta nội ứng ngoại hợp, xong ra khỏi ngư phủ, chuyện tới doanh trại Vương Lăng trước, rồi nói sau. Tình hình đột ngột quá, làm rối hết kế hoạch của chúng ta. Không ổn rồi. Tiền diện có rất nhiều lính xông vào. Ai đánh trận được, chuẩn bị chiến đấu. Được, đồng chí Băng cô dẫn theo đội thân nhân. Chúng tôi che chắn cho cô, được không? Cầm lấy. Không không, Từ Tùng kêu tôi chuyển lời tới Băng cô, nói là cầu xin các người tuyệt đối đừng hành động. Không ai được làm gì cả. Từ Tùng ở phía trước, sẽ có cách. Mọi người phải tin anh ấy. Anh ấy cầu xin nhiều lần, tuyệt đối đừng hành động. Có ý gì hả? Không phải anh ấy muốn giơ cờ trắng đó chứ? Đại Mạng, đừng vội. Anh ấy còn nói gì? Không còn gì nữa, chỉ cầu xin mọi người đừng hành động. Cứ ở yên đây. Tôi phải đi qua đó. Tôi đi đây. Tô Tùng có ý gì chứ? Đi xem thử. Đi. Thiếm chân to, ở lại đây. Đừng manh động nha Đại Mạng. Đoàn trưởng, anh phải cản hắn lại. Hắn đến với hải trường kho báo của anh đó. Được thôi, đứng lại, đứng lại đó. Đứng lại. Các người làm cái gì vậy hả? Ông đây còn chưa chết đâu. Ở đây, chưa đến được các người nói chuyện đâu. Hắn cũng không còn sống được bao lâu nữa. Đây là Trung đoàn trưởng, cái thằng nhóc này. Trung đoàn trưởng, chúng ta tính luôn nợ cũ nợ mới đi. Trung đoàn trưởng, cho dù ông bắn chết tôi, họ cũng không đồng ý. Tạo phản! Các người làm vậy là tạo phản. Thư Đức Khải đâu? Gọi tên khốn Thư Đức Khải ra đây mau. Xem hắn quản thuộc hạ mình như thế nào. Trung đoàn trưởng, bây giờ chúng tôi nghe theo lệnh của Đinh sở trưởng. Giấu đồ ở đâu rồi? Giao ra đây mau. Bằng không, ông thật sự sẽ mất mạng đấy. Trung đoàn trưởng, mất tiền tránh nạn. Trung đoàn trưởng, mời.
Các anh em, theo tôi tìm. Để tôi xem. Lên đây, mau xem. Đi. Xem mau đi. Cậu Phú Quý, đừng lên tiếng. Hai người làm gì vậy? Cô xem đi. Xem đi. Tô Tùng, vàng của tôi đâu rồi? Bảo bối của tôi đâu? Còn hết. Lấy ra cho tôi mau. Tôi biết ở đâu mà. Trung đoàn trưởng, sao vậy? Anh không tin tôi hả? Đó là toàn bộ tài sản của tôi đó. Nếu như không còn, nửa đời sau của tôi sống sao chứ? Trung đoàn trưởng, nếu như hôm nay tôi không giấu báu vật đi, thì có lẽ hôm nay anh đã mất mạng rồi. Anh nghĩ xem, nếu như phó đội trưởng đó tìm ra đống vàng đó của anh, thì hắn sẽ để cho anh sống không? Nói như vậy là cậu dự đoán trước rồi giấu nó đi từ lâu rồi hả? Tóm lại, thứ như tiền là ngọn nguồn rước họa vào thân, vậy nên tôi giấu nó kỹ hơn rồi. Cậu thôi nói bừa đi. Cậu thật sự tưởng ông đây là kẻ ngốc, không biết chuyện sao? Đống vàng đó không phải là cậu giấu. Nếu là cậu giấu, thì sao còn để hai rương thuốc nổ ở đó chứ? Tôi biết cậu giấu cái gì. Cậu giấu đội thân nhân của quân cộng sản. Không giấu được đâu. Cho họ đi đi. Mau đưa họ đi đi. Trung đoàn trưởng, anh có biết mình đang nói gì không? Đương nhiên tôi biết. Tôi còn nói cho cậu biết, tôi khoan dung cậu một lần. Nếu như cậu không biết điều như vậy cũng dễ xử. Tôi sẽ phái người bao vây hết khu này, không vào được đúng không? Được. Vậy tôi sẽ cắt nước, cắt lương thực, để cho họ chết đói. Cậu tin không? Trung đoàn trưởng, tôi chỉ là một quân y cứu người. Tôi từng cứu mạng anh trên chiến trường. Họ từng cứu mạng tôi. Chỉ là mấy thai phụ. Tôi trịnh trọng cầu xin anh, hôm nay ông có thể rút khỏi Ngô phủ một ngày không? Chỉ một ngày thôi. Xem như tôi cứu anh một mạng, cũng là
cứu mọi người một mạng. Không được, tôi không thể rút. Tôi sẽ ở diện canh chừng. Cậu đem vàng bạc châu báu tới cho tôi trước. Sau đó trời tối, kêu đám vợ của quân cộng sản đi đi. Không có thương lượng, chấp hành đi. Ý tôi nói cậu không hiểu hả? Nói gì đi chứ. Cứ làm như trung đoàn trưởng nói. Thế này, lát nữa tôi lập tức lấy hết vàng bạc của anh ra đây, trả về chỗ cũ. Anh xem được không? Nói lời phải giữ lời. Vậy tôi lập tức kêu người chuẩn bị tiệc trụ chào đón anh, cho anh đỡ sợ, đồng thời thể hiện lòng cảm ơn. Chào đón, đỡ sợ, lòng cảm ơn. Không phải chỉ là uống rượu, ăn cơm thôi sao? Được, được, uống, uống. Tôi thấy được. Từ Tùng, cậu mau đi làm đi. Lấy hết đống vàng bạc châu báu của tôi về thì tôi mới yên tâm được. Đá? Đúng, hai rương đá và phân bò lớn. Sau đó họ tức giận bỏ đi rồi. Tuyết Minh, đi gọi Tôn Chí Kiên và Dũng Tú tới đây cho tôi. Dân. Họ không tìm được thứ muốn tìm, nhất định sẽ không bỏ qua. Họ muốn tìm gì vậy? Cô khoan hãy hỏi. Đại mạng, tình hình khẩn cấp hơn rồi. Từ Tùng cũng nguy hiểm. Bắt buộc phải tiếp ứng với Trịnh Cường ở bên ngoài, chuẩn bị phá dòng dây, chuyển chỗ trong đêm. Đại mạng, cô không nghe tôi nói chuyện hả? Tôi vẫn nên bảo vệ cô đi trước. Lúc này cô kêu tôi rời khỏi đội đi một mình hả? Không sao, tôi đưa cô đi xong thì quay về tiếp ứng cho họ. Đại mạng, không phải tôi đã nói với cô, bây giờ kẻ địch chưa dám dồn tôi vào chỗ chết. Cho dù có lỡ như, cho dù cuối cùng tôi hy sinh, không phải cũng có thể tranh thủ chút thời gian cho cô và Trịnh Cường tiếp ứng với nhau sao? Cô không thể hy sinh. Tôi từng đảm bảo với Uông Tư lệnh, đảm bảo sự an toàn của cô, nhưng tôi cũng từng đảm bảo bắt buộc phải cùng đám chị em này bình yên đến hậu phương. Không được, tôi không đồng ý. Không kịp rồi, còn cái gì nữa? Mau đi đi. Đi mau. Đóng cửa lại. Tuyết Minh, Tôn Chí Kiên đâu? Không tìm thấy. Doãn Tú, qua đây. Chuyện vàng là thế nào? Hôm đó tôi và Tôn Chí Kiên và cả thím Chân To, chúng tôi phát hiện ra hai rương thuốc súng. Lúc đầu tưởng đó là hai rương thuốc nổ. Sau đó, cái này tôi biết rồi. Sao tôi nghe đại mạng nói bây giờ trong rương chứa vàng, toàn là đá và phân bò vậy? Tôn Chí Kiên nói vàng phát hiện được đều thuộc về đội thân nhân chúng ta. Đừng chạy, cô đứng lại cho tôi. Tôn Chí Kiên, Tôn Chí Kiên, Tôn Chí Kiên, đừng chạy. Chị mau đưa cho tôi, đưa hết mau lên. Cái rương ở chỗ cũ, cậu tự đi mà lấy. Đừng nói bừa nữa, tôi yêu cầu chị giao ra ngay bây giờ. Mau lên đi. Cậu thật sự muốn đem về hả? Cho hắn hai cái rương đá và phân bò, đã là khách sáo vắng rồi. Chị còn đùa hả? Đúng là gây rối mà. Ai đùa với cậu chứ? Cậu tự tìm cách gạt cho qua đi. Cậu nói xem, cậu có ngốc quá không vậy? Vàng thật, bạc thật, cậu còn nỡ đưa về hả? Chị trả cho tôi. Tôi bóp chết chị. Tôn Chí Kiên, chạy hết nổi rồi. Chị đưa tôi đi được không? Đưa cho tôi trước. Sau này chúng ta tìm cách lấy lại nó. Đến lúc đó đưa chị giữ được không? Bây giờ không đưa vàng cho hắn, hôm nay hắn không nhìn thấy vàng thì không bỏ qua đâu. Chị hiểu không hả? Không đưa. Mau, đưa ra mau. Không đưa. Dịch ăn tới miệng, cậu còn để nó bay đi hả? Chơi xấu. Chị chơi xấu. Băng cô. Băng cô. Chơi xấu. Băng cô. Băng cô. Băng cô. Chơi xấu. Băng cô. Băng cô.
Tôn Chí Kiên, băng cô, tôi không cho cậu ấy. Kẻ địch có hai rương châu báu, bị Tôn Chí Kiên giấu rồi. Bây giờ tôi đang vội, phải giao ra ngay để đối phó với địch. Chị ấy lại không đưa. Đừng vội bác sĩ Từ. Cô làm sao vậy hả? Anh ấy cần, sao chị không đưa cho anh ấy? Không phải băng cô, đó là dịch chui tận miệng, sao để nó bay được chứ? Tôn Chí Kiên, tôi phải phê bệnh chị. Tôi đã cảnh cáo chị, mấy cây vàng đó là vũ khí bác sĩ Từ dùng qua lại giới kẻ địch. Chị làm vậy không những khiến anh ấy rơi vào bị động, càng khiến mọi người bị lộ. Thím Trần To, Đoàn Tú, lấy vàng ra, nhanh tay lên. Rõ. Không được băng cô. Sao? Tôi nói cô nghe, vào lúc quan trọng chúng ta có thể dùng được. Không được đâu băng cô, cô phải nghe tôi nói. Băng cô. Đại mãn, đại mãn. Bác sĩ Từ, bác sĩ Từ, ngoài diện bị phong tỏa rồi, còn đường nào khác không? Sao cô muốn ra ngoài hả? Không phải tôi kêu chị Đậu nói với mọi người, hy vọng mọi người đều đừng đi sao? Tôi, cô ấy, tôi phải ra ngoài tìm Trịnh Cường, tiếp ứng cho mọi người thoát ra. Vậy nên nhất định phải đi. Như vậy sao? Được, vậy tôi kêu tên Câm dẫn đường cho cô. Xuân Anh, mau. Sao vậy? Đại đội trưởng, giải tỏa tâm trạng cũng đủ rồi, nên về thôi. Đống vàng đó chắc chắn ở Ngu Phủ. Một rương phân bò, đây chính là dấu đầu lòi đuôi, nhất định là ở đó. Đại đội trưởng, sau khi tôi chết, nếu như được chôn ở thôn Vương Lăng này, vậy thì có chết cũng không đáng tiếc. Đây đúng là nơi tốt để chôn người. Cậu nhìn xem, họ chôn mỗi người chết đi tốt như vậy, xây mỗi một ngôi mộ kỹ càng. Trước mộ là tấm bia được dựng lên. Trên mỗi một tấm bia khắc tên chi tiết như vậy. Anh Thư, chúng ta đừng nói những lời không may mắn nữa. Lưu Hoàng, chỉ cần là người, đến cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhưng bây giờ chúng ta vẫn còn sống. Chúng ta sống không phải nghĩ đến việc sống sau. Tiền, nhà, vợ, chúng ta không thể nghĩ tới những việc không may mắn mãi. Sợi dây này có thể dùng để treo tường, sao lại thắt thành cây đuốc chứ? Chẳng lẽ chúng ta phá dòng dây còn phải dùng đuốc sao? Không phải chúng ta buộc tay trộm chuông sao? Cây đuốc này dùng để đuổi bò. Đuổi bò? Dù khi chúng ta có hạn, bắt buộc phải dùng những thứ có sẵn. Nhà họ Ngu không phải có một chuồng bò sao? Chúng ta dùng đuốc và bò bố trí một trận bò lửa. Khi vào đường cùng, chúng ta có thể dùng chúng để che đậy trận bò lửa. Tình hình bên ngoài sao rồi? Toàn là địch. Tình hình vô cùng nghiêm trọng. Chuyện đến nước này, mọi người đừng lo. Đại mạng, trời tối cô cứ theo cô Câm. Yên tâm đi, chúng tôi chuẩn bị xong hết rồi. Mấy sợi dây này vào lúc quan trọng có thể dùng để leo tường. Mấy cây đuốc này dùng để đuổi bò, làm trận bò lửa. Leo tường? Không được, leo tường nguy hiểm lắm. Cho dù thế nào, chúng tôi cũng sẽ cố khống chế kẻ địch, đảm bảo cho mọi người rút lui an toàn từ cửa chính. Đoàn Tú,
Có. Thiếm chân to. Có. Hai người cùng với băng cô, che chở cho mọi người rút lui. Còn có tôi. Đồng chí băng cô, tôi nghĩ kỹ rồi. Sau khi tôi ra ngoài, sẽ để Ngân Thúy đi tìm Trịnh Cường. Tôi trông chừng ở ngoài diện, chú ý động tĩnh của cái địch, phối hợp cho mọi người đột phá. Đại mạng, phải cẩn thận đó. Mọi người đều phải cẩn thận đó. Tôi giúp mọi người cột đuốc. Được. Tiếp tục chuẩn bị đi. Nào, dọn thức ăn đàng hoàng. Tôi đi lấy rượu. Trung đoàn trưởng, tài sản của anh ở đây cả rồi. Ở đây hết. Trả cho chủ hết. Tôi xem. Bảo bối của tôi là bảo bối của tôi. Bước đầu tiên cậu đã làm được rồi. Tiếp theo bước thứ hai, trời tối, lập tức kêu người nhà của quân cộng sản đi hết đi. Đi càng xa càng tốt. Tất cả tôi đã sắp xếp cả rồi. Trung đoàn trưởng, bắt đầu tiệc thôi. Uống rượu. Ngồi. Ngồi. Cậu được lắm. Tôi rất ít khi nhìn sai người. Vị trí của Thư Đức Khải thậm chí là vị trí cao hơn, nên là của cậu. Đứa con khổ của nhà nghèo khá là có sức xông lên. Điều này tôi khá hiểu. Đi theo tôi, làm cho tốt. Dân thuộc hạ nhất định cố gắng cống hiến cho sở trưởng. Tất cả giao điểm phải tập trung ở đại diện của nhà họ Ngô. Cậu nghe cho tôi. Họ đuổi người, cậu bắt người. Bắt người tôi cần. Họ đuổi người, tôi bắt người. Bắt người ông cần. Đây là rượu ngon nhất ở chỗ chúng tôi. Đây, Trung đoàn trưởng. Vì một kết cục viên mãn. Cạn ly. Được. Kết cục viên mãn. Kết cục viên mãn. Cạn. Rượu ngon. Rượu ngon. Rót vào. Cái gì? Tất cả manh mối đều chỉ về đại diện nhà họ Ngô sao? Vậy còn chờ cái gì? Đoàn số 3 trấn Hạ Cung không phải do cậu chỉ huy sao? Ra lệnh cho họ. Mau bao dây đại diện nhà họ Ngô cho tôi. Quân trưởng, bao dây chứ không giải quyết được vấn đề đâu. Nếu như ép họ quá thì họ sẽ liều chết một phen. Quân trưởng, mục đích mà ông cần không phải là theo dõi sao? Chỉ cần bắt họ nhúc nhích, chúng ta mới có thể theo dõi họ được. Đoàn trưởng Cẩu và tôi đã lên kế hoạch rồi. Ông ta sẽ đuổi người. Đúng. Bây giờ ông ấy đã đi rồi. Vì cầu dục ông ta mau một chút. Càng nhanh càng tốt. Nhớ kỹ. Chú ý kỹ. Chỉ cần họ xuất hiện thì cắn chặt cho tôi. Cho dù thế nào, con cá lớn này cũng không thể đứt câu. Áp lực tôi phải gánh thật sự quá lớn. Lần này cho dù thế nào cũng phải thành công. Cậu đã nhớ chưa? Vâng. Tránh ra. Là tham mưu. Anh tìm tôi. Cậu tên Lưu Hoàng sao? Báo cáo trưởng quan, thuộc hạ Lưu Hoàng báo cáo. Cậu và sở trưởng Đinh có quan hệ gì? Quan hệ gì?
ông ấy đề bạt quả tiễn cho cậu, thăng tiến cậu làm phó quan đoàn trưởng tiểu đoàn 3, đeo quân hàm thiếu tá. Cũng có nghĩa là trong thời gian tôi làm đại diện đoàn trưởng, cậu chính là phó quan của tôi. Là tham mưu, không phải tôi đang nằm mơ đó chứ? Cậu thường xuyên nằm mơ thăng quan phát tài sao? Từng nằm mơ mấy lần, nhưng cùng lắm chỉ đến đội trưởng thôi. Trong chốc lát thành phó quan của anh, cấp phó của đoàn. Mẫn Chí Hiếu nhận quân trưởng Trương làm cha nuôi. Cậu nhận sở trưởng đinh là gì? Tôi làm gì có phúc như vậy? Vậy mà ông ta lại thông qua Bộ Quốc phòng trực tiếp can thiệp cho cậu thăng 3 cấp liên tiếp. Là tham mưu. Nói như vậy, chuyện này là thật hả? Đương nhiên là thật rồi. Tôi đã nhận được lệnh, với nhận chức của cậu sẽ tới sau. Dân, thuộc hạ nhất định thề chết trung thành với đảng và nước. Mặc dù cậu là phó quan của tôi, nhưng cậu đừng quên báo cáo tình hình cho đinh sở trưởng của cậu bất cứ khi nào. Thuộc hạ thề chết trung thành với La tham mưu. Cứ vậy đi, chỗ tôi không có việc của cậu. Cậu vẫn nên tiếp tục ở lại chỗ của Thư Đức Khải đi. Đợi khi nào cần cậu thì tôi sẽ gọi cậu. La tham mưu, đi đi. La tham mưu, đi đi. Dân, thuộc hạ cáo lui. Xuân Anh, rượu lại hết rồi. Làm sao đây? Tối nay cái đội thân nhân rút lui hết hả? Không, anh đã sắp xếp xong rồi. Anh sắp xếp như thế nào? Xuân Anh, cái này em không cần lo. Tóm lại mọi thứ để anh chống đỡ. Chuyện lớn như vậy, một mình anh sao chống đỡ được? Nhất định phải chống được. Em yên tâm đi, tất cả anh đã sắp xếp xong cả rồi. Tổ chức tiệc chào mừng xong đi rồi nói. Cứ làm như họ nói đi. Nói máy cho phó quan Lưu. Phó quan mới nhậm chức, Lưu Hoàng. Mau. Là phó quan Lưu sao? Tôi định quan đáng đây. Được rồi, không cần nói lời khách sáo nữa. Hắc tư lệnh đã hành động rồi, cậu biết không? Cái gì? Không biết. Là cậu ta nói với tôi, đội thân nhân hôm nay sẽ hành động. Chắc chắn ở trấn Hạ Cung. Cụ thể chỗ nào cậu ấy không nói với tôi. Cậu quanh chừng La tham mưu cho tôi. Trách nhiệm của cậu ấy là chịu trách nhiệm đuổi đội thân nhân ra, không bắt người. Còn cậu tùy cơ hành động. Một khi đội thân nhân hành động thì cậu bắt Đổng Băng cho tôi. Cậu nghe cho kỹ, tôi sẽ đến đó ngay. Một khi bắt được, chúng ta sẽ rút lui trong đêm.
đến Nam Kinh. Tôi đảm bảo thăng hai cấp liên tiếp cho cậu, lên quân hàm thượng tá. Rót rượu. Nhờ Trung đoàn trưởng Hậu Quái cho tôi có thể hành lý ở bệnh viện, cho nên tôi chân thành mời anh một ly. Cảm ơn Trung đoàn trưởng. Không cần phải khách sáo. Nói cho cùng, cậu là ân nhân cứu mạng của tôi đó. Bây giờ chúng ta giống như người một nhà rồi. Người một nhà, làm gì có nhiều lời khách sáo như vậy chứ. Uống. Theo lý, sức khỏe bây giờ của Trung đoàn trưởng chưa khỏi hẳn, không nên uống rượu nhiều. Người làm bác sĩ như tôi đáng ra nên ngăn cản. Sống chi tiết như vậy làm gì? Cậu nghĩ xem, mấy ngày trước khi Thư Đức Khải đãi tiệc đền tội, không phải tôi cũng uống rượu rồi sao? Hơn nữa uống cũng không ít. Có chuyện gì không? Không có chuyện gì mà. Hơn nữa bên cạnh tôi còn có thần y như cậu canh. Tôi sợ gì chứ? Có rượu gì tôi cũng dám uống. Uống bao nhiêu rượu tôi cũng dám. Uống đi. Uống. Tủ lượng của anh đúng là tốt thật. Cậu em, có lúc anh đây nói chuyện thẳng thắn, không nói lý lẽ, cậu thông cảm giúp nha. Trung đoàn trưởng, những chuyện không vui tôi đều không nhớ. Tôi chỉ muốn bây giờ vui vẻ. Mời anh uống một ly. Được thôi. Nói đi. Chúng ta là người làm lính, nghe lệnh cũng không có cách nào. Tối nay, cho dù tôi uống say hay không uống say, thì tôi đã sai từ lâu rồi. Chuyện bây giờ, chuyện sắp xảy ra, tôi không biết gì cả, không nhớ gì cả. Tôi chỉ nhớ một chuyện. Mấy người đó sau khi trời tối, mau kêu họ đi đi. Đi càng nhanh càng tốt, càng xa càng tốt. Không có thương lượng. Hiểu chưa? Hiểu rồi, Trung đoàn trưởng. Nhất định tôi sẽ sắp xếp cho họ rời đi. Được, uống thôi. Cảm ơn Trung đoàn trưởng. Trung đoàn trưởng, thức ăn không ngon, ông ăn tạm. Em dâu ngoan hiền biết mấy. Cậu em, cậu đúng là có phúc thật. Em dâu tốt như vậy mà cậu cũng tìm được. Em dâu, lát nữa lựa chút dây chuyền trân châu, trang sức, bông tai vàng và cả dòng nhẫn ngọc từ trong đống vàng bạc này của tôi. Cứ việc lấy, muốn lấy bao nhiêu thì cứ lấy. Tôi có nhiều lắm, tôi không quan tâm. Cứ lấy đi, Trung đoàn trưởng. Anh khách sáo gì chứ? Anh ở nhà chúng tôi rồi, vào cùng một nhà thì là người một nhà. Anh không cần phải khách sáo. Cứ việc ăn đi. Tôi thích nghe lời này. Người một nhà, không nói nhiều lời. Được, được, uống đi. Cảm ơn anh đã rộng lượng. Cảm ơn Trung đoàn trưởng. Em dâu, ngồi xuống. Uống với tôi vài ly. Xuân Anh, tôi còn một món nữa, lên đủ cho anh, rồi ngồi uống với anh. Được, được, mau lên đó. Cậu em, nào. Mấy ly rồi? Không đếm. Không sao. Bao nhiêu? Chỉ cần chúng ta vui vẻ, đều uống được cả. Nào, cạn ly. Uống, uống, uống. Chị Ngu, chờ một chút. Tôi quay về dặn một câu. Chiếm chân to, cô và Tôn Chí Kiên đổi vị trí. Được. Hai người phải nương tựa lẫn nhau. Vào thì một vào hai lùi. Lùi thì lùi hai bước một nhóm. Rồi, đứng yên.
đội thân nhân phía sau tôi sẽ sắp xếp người chạy được và không chạy được, nhất định phải phối hợp cho kỹ. Chị Ngu, tôi đi nha. Trung đoàn trưởng, nếm thử xem. Em dâu, ngồi xuống đi, uống danh vài ly. Xuân Anh, xong chưa? Xong rồi. Ngồi đi, uống với trung đoàn trưởng vài ly. Hiếm khi trung đoàn trưởng vui như vậy. Chúng ta uống cái đã với trung đoàn trưởng. Hay là chúng ta uống cho tới đội chén lớn được không? Chén lớn. Hôm nay tôi và Xuân Anh, chúng tôi thật sự đều rất vui. Từ nay chúng ta là người một nhà rồi. Trong ly có rượu, nhất định phải uống cho đã. Trung đoàn trưởng không ổn rồi. Nói gì vậy? Cô nói tôi không ổn hả? Cô mới không ổn đó. Đàn ông mãi mãi không thể nào nói không được. Chỉ có nói được, được, được. Đặc biệt là trước mặt phụ nữ. Tiểu dân tử, có. Đem chén lớn lên. Dân. Trung đoàn trưởng, tục ngữ nói thà ra tay với đàn ông cũng không muốn trụ với phụ nữ. Nếu anh không được thì đừng miễn cưỡng. Tôi nghe ra rồi. Hai vợ chồng các người liên kết lại hạ thấp tôi. Tôi cho hai người xem thử. Cậu đại ca của cậu uống rượu có được không? Trung đoàn trưởng, em gái, cụng ly. Nào. Ngân Thúy, mau đến doanh trại tìm Trịnh Cường. Cô nãy lập tức đến Ngô phụ tiếp ứng. Tôi phải ở đây canh chừng cậu Phú Quý. Phải mau lên. Cô cẩn thận đó. Được. Băng cô. Không ổn rồi. Hình như trước diện có chuyện rồi. Rối hết cả lên. Có phải chị Đà Mạng và Trịnh Cường đến tiếp ứng không? Được. Mọi người chuẩn bị xong ra ngoài. Đoạn Tú, Tôn Chí Kiên, có. Dựa theo bố cục khi nãy đã bố trí. Đánh đầu, điều tra. Dân, theo tôi. Mọi người phải bình tĩnh. Chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong rồi. Đi. Mọi người đi theo nha.